Xin chào mừng cả nhà đã trở lại chương trình nhân trạch nha. Hôm nay mình sẽ đá em tướng nữa nha cả nhà. Đá em tướng nữa mình quay đá cho có vậy nha. Quay đông đá nha. Em tướng giờ chuẩn bị đang kéo nè. Có ông anh cũng quan sát bên muốn đóng đá lên ngồi chân nè. Tét đá anh buồn quá lên đây nè. Chạy nhiều quá cả nhà, ghe bên đó chìm luôn bánh luôn rồi. Mà giờ không có thấy đâu á. Hồi này nó chẳng nhiều mà đồ cũng không có nhiều nữa. Nên cũng nghỉ bớt. Tối anh đóng được mấy con cua. Một cái gạch. Hồi này không có cua nhiều nha, đóng thì cũng mừng lắm rồi các bạn. Qua anh. Tết qua. Đang qua. Đang đó qua rồi. Nè anh nghỉ luôn lên đây chơi luôn. Đá từ con dính lòng hôm lên chừng 3 phút nữa kéo lên kèm luôn kẹp. Okay. Đã lên xuống hôm hai người luôn kéo cũng kẹp nữa, xuống có mình ngay xuống cần tới đó.
qua. Đỏ luôn cả nhà ơi, gạch đỏ luôn. Khách biết. Quá trời đẹp. Đẹp nhiều nha. Chỗ này đóng rẻ mà mày ăn cái gì hả? Mày ha, mày sao? Mày mới làm được gì được chứ? Đây là nó mày rồi, nó đang đóng quá. Nâu chích rồi cả nhà. Phẳng
Rồi, một bọc luôn nha. Đi. Ủa, ủa nhiều anh ơi. Đấy, thấy con cái xịp gạch nữa mà. Ôi, này đầu nhiều nha. Tú rồi nó là cái này. Để đổ ra coi như thế nào nha. Để em. Con gì kêu ốc ốc có mực nữa. Một bự luôn nè. Qua đủ mẹ một sông hà luôn, không lấy thôi dục luôn. À, đâu ra nè cả nhà. Ủa nữa nè anh ơi. Ủa nhiều nè. Nhưng mà nãy thấy không còn vẫn nữa. Yeah, they do.
năm nay là anh gấp tổng số rồi, gấp rồi. Còn một con nữa nè anh, mình chép nữa nè. Còn chứ. Anh xem con giò. Chiến đấu ở đâu á? Con giò mà. Chiến đấu đâu mất con giò rồi. Đâu bắn ra rồi. Giờ chạm dữ lắm á. Nó chạy rầm rầm rồi cả nhà, thấy nó nằm vậy đó. Thấy nằm vậy chút nữa. Đến câu nè cả nhà, hay chưa không đó. Dạ. Anh mới thả hai lưỡi câu xuống chính được không? Rồi, ôi trời, đã ghê không? Còn hai ba đường nữa kìa, chưa bỏ xuống hết á. Tao chỗ nào đó anh móc lên cho. Đóng thùng đó, đi câu đóng thùng. Đây mình móc mình câu cá ốc luôn cho cả nhà. Đây. Bắt cái cơm nè, câu cá ốc. Rồi, câu rồi. Mình đã qua luyện xuống mấy lưỡi câu rồi cả nhà. Sâu lắm nha, chỗ này sâu lắm coi nha. Mấy cái tôm luôn nha cả nhà, tôm bầu, tôm ấy này đây, kia đây là gọi cái tôm bầu này, nó y như tôm càng luôn nha cả nhà. Tôm này nó giống tôm càng, nó cỡ này là bự rồi nha, không lớn nữa nha cả nhà. Đó, anh còn lựa lên nữa là thành quả của anh Tấn bữa nay. Như đây khoảng ai dục đâu qua ra ngoài không nè, đó là 4 cái tôm nha, tôm lộn xộn này mới có nâu để anh ấy anh thả. Còn cá ốc hồi nãy anh câu đây nhưng mà tập số. Hôm nay gì đây anh, mực hay gì? Mực cá kèo. Mực cực như đây à. Rồi, thành quả bữa nay cũng được 2. Có... Dạ em dạ luôn. Nhưng mới cá rồi. Dạ. Ông cua nãy được 3 con hơn, nhiều chứ. Ừ, sáng là được 3 con. Giờ được đây nè. Đồ bên đây là kinh giả từ cả nhà nha. À, xin chào tạm biệt cả nhà, xin hẹn cả nhà lên lần sau nha. Thành quả là chín nổ. Bye. Chào tạm biệt. Bye. Đi lát xin tạm biệt nha. Rất thuộc. Tính nổ cô. Rồi nàng, ok. Nạn gì trên trận á. Chào tạm biệt cả nhà luôn nha.